Ngày 4 tháng 12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2022. Với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo, khát vọng vươn xa đã thu hút trên 20 gian hàng trưng bày của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị Trung ương Đoàn. Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc được Trung ương Đoàn xác định là một trong những hoạt động cụ thể của tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12. Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2022 là hoạt động cao điểm phát huy các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo trong đội ngũ đoàn viên thanh niên trên toàn quốc và cũng là dịp để ghi nhận những kết quả của phong trào tuổi trẻ sáng tạo giai đoạn 2018 đến 2022, đồng thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có các công trình, sản phẩm sáng tạo được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất, khuyến khích thanh niên phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra triển lãm tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc với những gian hàng trưng bày triển lãm các mô hình sản phẩm sáng tạo tĩnh và động với các bảng biểu số liệu trình bày theo từng lĩnh vực lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, văn hóa. Triển lãm đã thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng như thanh niên công nhân, viên chức, đô thị, thanh niên nông thôn, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trẻ. Những công trình, đề tài, giải pháp, sản phẩm, ý tưởng sáng tạo được trưng bày tại các gian hàng triển lãm của các địa phương, đơn vị chính là một trong những minh chứng rõ ràng nhất khẳng định phẩm chất sáng tạo không ngừng của thanh niên và sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương Đoàn phát động triển khai thời gian qua. Và cũng là dịp để đoàn viên thanh niên của các đơn vị có cơ hội giao lưu, trao đổi bổ ích, nhiều cuộc gặp gỡ để giới thiệu, trao đổi các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ, của các nhà quản lý, các doanh nghiệp. Qua đó giúp cho mỗi bạn trẻ, mỗi đoàn viên thanh niên mở rộng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tham gia triển lãm lần này, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã trưng bày và giới thiệu các sáng kiến khoa học của tuổi trẻ tập đoàn sẽ được ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ, mô hình hoạt động của các đơn vị thành viên của tập đoàn được bố trí, sắp xếp một cách khoa học, sinh động đã thu hút được nhiều lượt khách đến tham quan, tìm hiểu. Trong khuôn khổ Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2022, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tọa đàm tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tham gia buổi tọa đàm có 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, điểm cầu tại Hà Nội có sự tham dự của các chuyên gia và các đại biểu có công trình sáng tạo được tuyên dương trong liên hoan. Với mục tiêu kết nối các giải pháp, ý tưởng của thanh niên với cấp ủy, chính quyền, đơn vị giúp cho thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng, hỗ trợ tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo thế hệ trẻ để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nâng cao ý thức về tinh thần sáng tạo, xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể, góp phần hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi, tập trung các vấn đề đó là phát huy sáng tạo, chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao tính xung kích, sáng tạo của thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển nền kinh tế số, kinh tế tri thức. Buổi tối cùng ngày, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 và các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 đến 2022. Tại buổi lễ đã có 47 công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 trong số 305 hồ sơ đề cử được tuyên dương và nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, trong đó 9 ý tưởng tiêu biểu được lựa chọn để Ban Bí thư Trung ương Đoàn tuyên dương tại buổi lễ. Đặc biệt trong số 47 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo được vinh danh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh dự có 8 công trình, đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo được tuyên dương, gồm đề tài nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số trong công tác kiểm tra thiết bị trong nhà máy lọc dầu Dung Quất của Đoàn Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đề tài rút ngắn thời gian khởi động nhà máy sau BDTT2021 bằng phương án sử dụng hệ thống H2 hiện hữu sau dây van để tăng lưu lượng. H2, từ xe bồn cấp Trép Hòa Minh trong quá trình khử xúc tác H2001 và khởi động nhà máy của Đoàn Thanh niên nhà máy Đạm Phú Mỹ, đề tài thử nghiệm công nghệ chiếu sáng địa chấn 3D ứng dụng trong thiết kế thu nổ cấu hình hai nguồn nổ flip flop của Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam. Đề tài lắp đặt đường ống van bi 3x10 LV3026B để ổn định mức 10T3002 trong trường hợp 10HT3001 dừng của Đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
đề tài sản phẩm phần mềm hỗ trợ nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình mô phỏng khai thác cho các mỏ dầu khí tại đối tượng trầm tích bể Cửu Long của Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam, đề tài thay đổi van đầu ra cho hệ thống lấy mẫu nước chua SC1205 tại phân xưởng NHT, nhà máy lọc dầu dung quất của Đoàn Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đề tài sản phẩm thiết bị thử van an toàn PFV Test Bench của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam VPS. Các công trình được giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2022 tiếp tục khẳng định sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên ngành dầu khí trong nghiên cứu khoa học gắn với thực tế đời sống và từ đó tạo động lực cho các đoàn viên thanh niên dầu khí tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng suất lao động, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo để có nhiều công trình, giải pháp mang lại hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.